Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Better Version, kênh chia sẻ kiến thức, phát triển toàn diện bản thân qua các cuốn sách hay. Hôm nay là một video nối tiếp nội dung cuốn sách I Love You But I'm Not In Love With You mà hôm qua mình mới đăng tải phần 1. Trước khi vào phần 2 này, chúng ta sẽ cùng ôn lại một chút 4 bước trong 7 bước cốt lõi giúp bạn vượt qua khó khăn trong cảm xúc phai nhạt, yêu mà như không yêu với nửa kia của mình, để một lần nữa có thể đáp lại tình yêu và duy trì mối quan hệ mật thiết của cả hai. Ở video trước thì chúng ta đã biết rằng không nên gọi tình cảm của mình bằng một từ yêu duy nhất, để từ đó hiểu được bản chất của yêu qua 3 loại tình yêu và 6 giai đoạn trong yêu. Chúng ta đã học được 3 nguyên tắc để cãi nhau mà có thể giải quyết được vấn đề, cùng với đó là 3 bước hướng dẫn giúp bạn có thể giải quyết được xung đột. Ở bước thứ 3 thì chúng ta cũng biết cách để thể hiện tình yêu bằng cách hiểu rõ ngôn ngữ yêu của đối phương và bản thân, cũng như duy trì việc giao tiếp không bạo lực với nửa kia của mình. Cuối cùng là ở bước số 4, cách tạo ra thân mật giữa hai người. Vậy thì ở bước số 5 mở đầu cho video phần 2 này, tác giả cho chúng ta biết cách để đối mặt với sự khác biệt giữa hai người. Đó chính là phải cân bằng được tình yêu và cái tôi của bản thân mình. Tại sao chúng ta phải cân bằng? Bởi vì khi hai bạn bước qua thời kỳ say mê, ở nửa sau của mối quan hệ, cái tôi của mỗi người sẽ dần lớn lên. Một số người sẽ cố làm lơ, giả vờ như chúng không tồn tại, vẫn coi như là bình thường, nhưng mà lại không có nhiều sự thân mật trong tình yêu, trong mối quan hệ của bạn. Còn một số người thì lại ghét sự khác biệt, tìm cách né tránh nó, hoặc cũng có những cặp đôi sẽ tiến hành công kích, phòng thủ với những khác biệt của nhau và bắt đầu có những cuộc cãi vã. Thông thường sẽ có 3 kiểu mô hình mà các cặp đôi hay phải đối mặt với sự khác biệt như sau. Kiểu thứ nhất là kiểm soát, phục tùng. Nghĩa là sẽ có một bên kiểm soát muốn người kia làm gì là phải làm theo, còn một bên sẽ là người phục tùng theo. Dần dần thì người phục tùng này sẽ mất kiểm soát và sống theo những yêu cầu của bên còn lại như là một thói quen. Kiểu thứ hai đó là thờ ơ lãnh đạm. Nghĩa là tôi không quản anh thì tôi cũng mặc kệ cô. Hai người tự làm theo ý mình và mặc kệ nhau. Kiểu thứ ba đó là khuất tùng, quy phục. Tức là tôi cảm thấy bản thân đang nhường nhịn cô ấy, đang sống vì cô ấy. Còn bên kia cũng cảm thấy như là tôi đang hy sinh cho anh ấy rất nhiều rồi. Cả hai bên đều đang cảm thấy rất tủi thân vì đều nghĩ rằng mình đang hy sinh cho đối phương. Nhưng cuối cùng chính vì thế lại không thể nào có được cuộc sống như là mình mong muốn. Và thực chất, 3 kiểu đối mặt với sự khác biệt này nó đều có thể dẫn đến tan vỡ. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Ở đây, tác giả đã nói, cách tốt nhất đó là khuyến khích đối phương là chính mình. Bạn cần phải hiểu rằng đối phương không phải là bạn và ai cũng có cuộc sống của riêng ai. Bạn cần tiếp nhận những khác biệt của nửa kia. Ở đây có một bài luyện tập rất thú vị đó là tôi chủ đạo, đối phương cũng chủ đạo. Mình sẽ lấy một ví dụ cụ thể để bạn có thể hiểu được bài luyện tập này. Giả dụ, cuối tuần hai bạn có 2 ngày nghỉ. Bạn sẽ là người chủ đạo cho ngày thứ 7, tức là mọi hoạt động sắp xếp của ngày hôm đó nên nghe theo bạn, còn chủ nhật thì sẽ làm theo đối phương. Thứ 7 tôi muốn đi mua sắm, đi xem phim, còn chủ nhật thì tôi sẽ cùng người đó làm một việc gì đó mà người ấy muốn. Bạn thấy đó, một khi hai bạn đã chấp nhận mô hình này, đối phương nói với bạn rằng hãy đi ra ngoài dạo bộ cùng anh. Bình thường vì không muốn đi, bạn sẽ từ chối thẳng thừng. Nhưng mà bây giờ, khi các bạn đã áp dụng mô hình này rồi, bạn sẽ tự nguyện đi dạo cùng người ấy. Và khi trong lòng bạn không kháng cự, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy niềm vui khi đi dạo hay khi làm những công việc mà vốn dĩ trước kia bạn không thích. Và đây cũng chính là cơ hội cho hai bạn hiểu nhau hơn. Lúc mà bạn vui thực sự thì đối phương cũng sẽ dễ dàng cảm nhận được hơn. Luyện tập bài thực hành này có thể giúp tất cả chúng ta dần dần hiểu được sự khác biệt với đối phương, bước vào thế giới của nhau và cảm thấy có một ý nghĩa đằng sau những yêu cầu mà người kia đưa ra. Ở trong đó nó cũng chứa đựng những phần tốt đẹp. Đây là một cách hiệu quả để giải quyết được sự khác biệt giữa hai người. Khi tìm hiểu đến đây thì bạn sẽ phát hiện ra rằng đôi khi sẽ có những vấn đề trong mối quan hệ, nó có nguyên nhân xuất phát từ quá khứ và tuổi thơ của hai người. Thậm chí là có thể một trong hai hoặc cả hai bạn đều đang mắc chứng trầm cảm. Nên nếu nửa kia của mình không thực sự hợp tác để thay đổi thì cũng có thể là người đó đang mắc phải những khó khăn về mặt tâm lý. Ngoài ra, tác giả khuyên chúng ta rằng nếu bạn phát hiện một nửa kia của mình ngoại tình hay là phản bội tình cảm thì bước số 5 này, cân bằng lại tình yêu và bản thân nó rất quan trọng. Đây là bước để cho bạn biết phải làm gì khi mà gặp phải sự khác biệt này và cách để chúng ta giải quyết vấn đề ra sao. Trong cuốn sách này cung cấp cho bạn rất nhiều kỹ thuật luyện tập. Vì các bài tập rất phức tạp nên mình sẽ không thể nói chi tiết toàn bộ chúng ở đây. Nếu mà bạn muốn thử và thực hành thì có thể tìm đọc thêm về cuốn sách này. Và bước thứ 6 trong 7 bước tháp trái lại tình yêu, đó là cùng nhau cho đi. Nhiều cuộc cãi vã, mâu thuẫn trong mối quan hệ hai người thực chất là luôn chứa đựng một ngòi nổ. Bên trong ngòi nổ này nó là những điểm bùng phát. Bạn cần phải hiểu rằng điểm bùng phát có hai loại. Điểm bùng phát tiêu cực là những điều nhỏ nhặt, vụn vặt, không vừa ý trong cuộc sống. Những điều này nó đang đợi một ngày nào đó căng đầy rồi bùng nổ ra. Nhưng ngược lại, cũng luôn tồn tại những điểm bùng phát tích cực, đó chính là sự cho đi. Vậy làm thế nào để tìm ra được điểm bùng phát tiêu cực? Câu trả lời đó là hãy đặt mình vào vị trí đối phương mà suy nghĩ. Hãy chú ý đến những rào cản bên trong hai bạn, rồi tự mình làm những việc nho nhỏ mỗi ngày để thay đổi. Đây cũng chính là sự cho đi. Ví dụ như là một buổi sáng bạn có thể viết cho cô ấy một mẩu giấy nhớ, nhắc nhở cô ấy hãy uống thuốc đúng giờ. Hãy làm mới cuộc sống của các bạn bằng cử chỉ, bằng hành động cho đi nho nhỏ mỗi ngày. Cho đi sự quan tâm, cho đi một chút bất ngờ, cho đi những lời nói nhỏ nhẹ yêu thương. Giống như là Lenin đã mô tả về vợ của mình: tôi cùng cô ấy bước qua bao sóng gió. Mỗi năm tôi sẽ gặp được một người hoàn toàn mới trong cô ấy. Cô ấy mới, cô ấy luôn không ngừng thay đổi. Cô ấy đang trưởng thành. Và rồi cuối cùng chúng ta sẽ thấy là cho dù thực hiện cả 6 bước trên thì thực chất quá trình sống bên nhau vẫn sẽ luôn có những thăng trầm và không thể nào luôn luôn thuận buồm xuôi gió. Nên tốt nhất là bạn vẫn cần phải duy trì một thái độ không ngừng học tập. Và đây cũng chính là bước số 7. Tác giả đã khuyên chúng ta hãy duy trì việc học tập 6 thói quen để nuôi dưỡng tình yêu khi yêu một ai đó. Thói quen đầu tiên đó là đầu tư nhiều thời gian hơn cho nhau. Thứ hai, hãy cùng nhau chia sẻ chuyện vui, cùng nhau cười mỗi ngày. Thứ ba, nói đi đôi với làm. Không chỉ để lời yêu trên đầu môi mà còn phải hành động. Thứ tư, hãy khen ngợi lẫn nhau, đồng thời nhường nhịn nhau một cách thích hợp. Thứ năm, cùng nhau mạo hiểm, thử làm một điều gì mới. Và cuối cùng đó chính là cho nhau một khoảng không gian riêng. Rồi, trên đây là 7 bước chúng ta có thể thắp cháy và duy trì tình yêu. Học hết 7 bước này, có lẽ bạn sẽ hỏi rằng, vậy bây giờ tôi có nên nói ra với người ấy cảm giác đau khổ, rằng yêu mà như không yêu này trong tôi hay không? Trong sách có một người chồng đã nói ra cõi lòng của mình như sau: ngày nào tôi cũng đi dạo cùng vợ và con. Mấy đứa nhỏ nô đùa trong nhà, gia đình rất khá giả. Ai nhìn vào cũng tưởng là chúng tôi hạnh phúc. Nhưng thực ra chỉ có mình tôi hiểu. Tôi ngồi đó, cảm nhận rõ ràng cảm giác tuyệt vọng trong lòng. Hay có người vợ thổ lộ rằng, nhìn bề ngoài tôi bận bịu chăm chồng chăm con, tôi hạnh phúc, yên ổn. Nhưng thực ra trong lòng tôi trống vắng và đau khổ. Tôi không biết phải đối mặt như thế nào với vài chục năm tới đây. Tại sao cuộc sống của tôi phải tiếp diễn như thế này? Mình tin chắc rằng có rất nhiều người đang sống như vậy. Tác giả đã dành ra hẳn một chương cuối để thú nhận, để khuyên chúng ta hãy can đảm nói ra cho đối phương biết được cảm xúc của bạn như thế nào. Nếu bạn không thành thật với người bạn đời của mình, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội giải quyết được vấn đề. Và hãy nhớ rằng ngày mà bạn thú nhận nên tránh khỏi những ngày lễ, ngày kỷ niệm của hai người. Cũng không nên thú nhận ở những nơi chung ký ức của cả hai. Tác giả khuyên bạn hãy nên dùng hình thức viết thư để bày tỏ thì hay hơn. Đồng thời thì ông ấy cũng có quan điểm rằng không nên sống ly thân hay tách ra mỗi người một chỗ khi mà xảy ra mâu thuẫn, bởi vì việc này sẽ chỉ thúc đẩy cho việc ly hôn hay chia tay nó dẫn đến nhanh hơn. Nhưng mà nếu nửa kia của bạn cứ khăng khăng đòi như vậy, bạn cũng cần phải chấp nhận và học cách ổn định cuộc sống mỗi ngày của mình trước đã. Cố gắng để bản thân trở nên tích cực hơn, lành mạnh hơn. Quan trọng là đừng cố phân tích quá độ, nghĩ quá nhiều về những việc, những hành động, tiểu tiết trước kia của hai người. Phân tích quá độ nó là một việc gây tổn thương rất lớn cho chính bản thân bạn, cho đối phương và cả mối quan hệ này. Nếu quá đau khổ thì hãy thử tìm đến thiền định. Thiền định sẽ giúp bạn đi ra khỏi những nỗi đau một cách tốt nhất. Và còn một điều nữa là đừng cố nghĩ đến cảm giác tội lỗi, rằng khi mà mình nói ra mình vẫn yêu nhưng mà mình không còn cảm giác yêu như ngày trước. Có phải là mình rất tồi, có phải là mình đang phản bội tình cảm người đó hay không? Cảm giác tội lỗi sẽ chỉ khiến cho bạn đi về một hướng, đó là tự trách hoặc đổ lỗi cho đối phương. Cuối cùng cũng sẽ không giải quyết được vấn đề gì cả. Nếu lúc này bạn đang thực sự gặp khó khăn về tình trạng yêu mà như không yêu, thì cũng có thể dành một chút thời gian đọc cuốn sách này để biết cách thể hiện được tình yêu, quản lý tình yêu và thay đổi bản thân mình trong tình yêu qua 7 bước trong sách. Và quả thực, nếu như bạn đang quá tuyệt vọng trong yêu, không cảm nhận được yêu, Tác giả cũng khuyên bạn hãy cùng với nửa kia phân tích vấn đề, thậm chí là có thể cùng đối phương đọc cuốn sách này. Đọc xong thì cả hai sẽ cùng nhau nhìn lại, cùng nhau nói rõ ra vấn đề. Nếu khó thuyết phục người ấy đọc sách thì ít nhất hãy để người ấy cùng nghe video này khi mà đang ngồi trên xe. Biết đâu nó có thể khơi dậy một chủ đề nào đó, rồi có thể đi sâu và giải quyết vấn đề của hai bạn. Và hãy nhớ rằng, cuộc sống tốt đẹp vốn được đúc kết bằng những nỗ lực thay đổi nhỏ nhặt mỗi ngày. Chỉ cần bạn bước qua được giai đoạn nguy hiểm, yêu như không yêu này, rất có khả năng là hai bạn sẽ bước tới thời kỳ đốt cháy lại tình yêu. Hãy thường xuyên hồi tưởng lại những điều tốt đẹp khi mà lần đầu gặp gỡ, cảm giác yêu nhau trong suốt 18 tháng đầu nó như thế nào. Sau đó nhớ tới từng trải nghiệm có ý nghĩa tích cực. Mỗi người chúng ta nên kể cho mình một câu chuyện tình cảm tốt đẹp, tức là nên có một kịch bản tình yêu tích cực trong đầu. Có rất nhiều người khi mà bên nhau thường nghĩ rằng sớm muộn gì thì cũng chia tay, sớm muộn gì thì cũng ly hôn thôi. Chính những suy nghĩ như thế này nó mới dần dần đi vào tiềm thức của bạn và trở thành hiện thực. Nó dẫn dắt bạn có những phân tích thái quá, rồi có những ngôn ngữ, tư thế, sự tự vệ, trạng thái không ngừng bảo vệ lòng tự trọng và cái tôi của mình. Bạn sẽ luôn xù lông như là một con nhím trước mặt đối phương mỗi khi mà mâu thuẫn nảy ra. Cuối cùng thì sự việc sẽ ngày càng tệ hơn và chắc chắn chia tay là hệ quả sau đó. Vì vậy, hãy luôn suy nghĩ tích cực, lành mạnh và trưởng thành hơn. Bạn có thể học cách cùng nhau giải quyết vấn đề, hay cũng có thể học cách đối mặt với thất bại. Dù cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, dù có chia tay thì bạn vẫn có thể sống tốt cuộc đời của mình. Trong sách có một câu rằng, bạn là người yêu của anh ấy, cô ấy, đồng thời bạn cũng chính là bạn. Tóm lại, trước tiên hãy học cách yêu bản thân, sau đó mới có thể biết cách yêu người khác. Mình hy vọng rằng mọi người có thể đối mặt với vấn đề trong tình yêu và hôn nhân của chính mình, đồng thời sẵn sàng tìm ra cách giải quyết. Trong chủ đề ngày hôm nay, mình rất mong muốn bạn có thể can đảm. Hãy viết ra câu chuyện tình cảm của chính mình ở phía dưới phần bình luận. Không nhất thiết là phải quá tỉ mỉ, nhưng mà nếu bạn có lòng bày tỏ thì đó có thể là một việc giúp bạn giải tỏa ra, và cũng có thể là bài học tham khảo cho những người khác. Chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ những cảm xúc này để bạn biết rằng đã đến lúc bạn cần phải đối mặt với chúng. Mình tin là với lòng ham học hỏi, sự giác ngộ và suy nghĩ tích cực, bạn sẽ giải quyết được vấn đề tình cảm của mình và có một cuộc sống hạnh phúc với nhiều niềm vui hơn. Cuối cùng thì mình chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả các bạn đã lắng nghe video ngày hôm nay. Nếu bạn thấy video này có ích, hãy lan tỏa tới những người và gia đình cần nó. Và đừng quên ủng hộ Better Version bằng một nút like, theo dõi kênh của mình, mở nút chuông thông báo để đón xem những video mới nhất mỗi tuần. Một lần nữa, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.